Các bạn thân mến, hôm nay mình đang làm thủ tục để chuyển chim cho một khách hàng. Anh ấy là ở bến xe Yên Nghĩa và số điện thoại là 0974 034 636. Qua cái giao dịch đấy thì anh ấy sẽ chuyển cho mình là 700.000 qua cái dịch vụ là chuyển của nhà xe, sẽ có xe ôm đến tận đưa tận tay cho anh ý và anh chỉ thanh toán 700.000, bên mình chịu tiền cước giao tận tay. Thì đôi chim anh ấy đặt là đôi chim mình vào một cái thùng mì tôm như thế này. Bia lên một thùng mì tôm thì đây là đôi chim mà anh mua, mình sẽ giấu vào đây và cho vào đây. Còn nữa đấy thì chim đóng vào đây thì